sáng ngày 11 tháng 9, tại tòa soạn báo Tiền Phong diễn ra lễ phát động kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả siêu bão Yagi. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, tình yêu thương đồng bào, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân với tấm lòng thiện tâm, nhân văn, nhân ái cùng chung sức hỗ trợ, giúp đỡ bằng hành động, vật chất, tinh thần, nghĩa cử đến những địa phương, những thân phận đang chịu những mất mát, đau thương. Chúng tôi cam kết sẽ chuyển những món quà, những đồng tiền mà các đơn vị, các nhà hảo tâm trao gửi qua báo Tiền Phong đến với bà con vùng lũ sớm nhất, phát huy hiệu quả nhất. Những khó khăn mà cơn bão gây ra dự kiến sẽ còn kéo dài. Báo Tiền Phong mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những tình cảm của các đơn vị, các nhà hảo tâm để cùng chung tay xoa dịu nỗi mất mát của bà con vùng lũ. Tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, cộng tác viên báo Tiền Phong sẽ tích cực hưởng ứng các cuộc phát động nhằm ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và qua đó lan tỏa hơn nữa những nghĩa cử cao đẹp để không ai bị bỏ lại phía sau. Tại lễ phát động đã có nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chung tay cùng chia sẻ với đồng bào. Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 11 tháng 9, báo Tiền Phong đã kêu gọi được hơn 2 tỷ đồng, gồm tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm. Ban biên tập, phóng viên, cán bộ công nhân viên của báo cũng tự nguyện trích một ngày lương để ủng hộ đồng bào. Ngay sau lễ phát động, báo Tiền Phong cùng các đối tác, nhà hảo tâm đã vận chuyển hàng hóa, thực phẩm lên hỗ trợ bà con tại tỉnh Thái Nguyên và Yên Bái. Trong thời gian tới, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và báo Tiền Phong mong rằng các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân sẽ tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ cho bà con vùng bão lũ để xoa dịu những nỗi đau, bù đắp những mất mát và góp phần đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.